Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sang một cái chủ đề khá là thú vị Làm thế nào để chúng ta hiểu về cộng trừ Số âm Trên số đô ban Chúng ta thấy là rất là khó đúng không nào Nhưng mà thật ra mà làm trên số ban thì nó rất là dễ Thực sự nếu mà chúng ta mà biết thì nó dễ hơn rất là nhiều so với cách thông thường Nó Vậy làm thế nào và trước khi làm thế nào chúng ta hãy cùng nhau hiểu về cái khái niệm nhé Để đầu tiên là chúng ta hãy cùng nhau dựa trên một tình huống có thật Là gì? À, vào một hôm Bạn Dũng Bạn Dũng đi Bạn Dũng à, Chuẩn bị vào năm học mới Và bạn Dũng là có nhu cầu đi mua một cái bút Hộp bút Mua một cái hộp bút Hộp bút này nó có giá là gì? bạn nghĩ đến ngay đến một cái hộp bút là rất đẹp là nó có giá là 30.000 nhưng mà trong túi của bạn Dũng ấy là chỉ có 15.000 thôi Đó. và làm thế nào chúng ta phải biết là à bạn Dũng phải đi vay bao nhiêu hỏi bạn Dũng phải đi vay bao nhiêu để bạn Dũng có thể mua được hộp bút này uhm thì chúng ta sẽ lúc đấy thì chúng ta sẽ dùng một phép tính, đó là phép tính trừ 15.000. Các bạn Dũng phải đi vay 30.000. À phải 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 đi mua một cái bút 30.000, tức là số tiền bạn Dũng phải trả là 30.000 cơ. Vì không có, vì không có tiền. Cho nên là bạn Dũng mới nghĩ ra một cách là đi vay. Bạn phải đi vay. Đi vay. Muốn có tiền thì đầu tiên là bạn muốn mua ngay cơ. Bạn phải đi vay, vay ai? Đi vay bà Đó, bà của bạn Dũng là một người rất là tốt bụng và sẵn sàng uh, cho vay Rất là yêu thương và sẵn sàng cho Dũng vay Đó, cho Dũng vay để Dũng có thể đi mua bút của mình Đó Chúng ta xem là uh, Dũng vay bà bao nhiêu? Đó, bà sẽ ghi vào một quyền sổ nợ Sổ nợ Chúng ta cùng xem là Dũng phải vay bà bao nhiêu nhé à, Chúng ta nhìn nhanh chúng ta có thể thấy là Dũng có thể vay bà 20.000 nữa đi Dũng vay bà 20.000 nữa Là có thể là là, là là có thể mua được gối bút rồi Và bây giờ chúng ta hãy cùng uh, thử suy nghĩ xem À bây giờ Dũng có 20.000 Đó, Thì đưa ra bên này Thì Dũng sẽ có là gì ạ 15.000 Cộng với cả 20.000 của bà Là Dũng sẽ có Bao nhiêu 35.000 35.000 Đó để đi mua bút Thì bên này là Dũng trừ đi 30.000 Là còn lại 5.000 Đó Còn lại 5.000 Còn lại 5.000 Đúng không nào Còn lại 5.000 đồng Còn lại 5.000 5.000 đồng này Chuyển sang bên này Giả cho bà À bà đưa vào sổ nợ Và bà lấy 20.000 này Trừ đi 5.000 Là bà sẽ còn bao nhiêu tiền Là Dũng sẽ còn nợ bao nhiêu tiền À Dũng sẽ còn nợ 15.000 Dũng sẽ còn nợ 15.000 Đó Thì đấy là một cách gọi là Thực tế để chúng ta có thể hiểu được là gì à, Nó sẽ hơi vòng vèo một chút Nhưng mà nó là cái mà thực tế bạn Dũng phải đi vay. Để có tiền. Chính vì thế cho nên là trong cuộc sống là gì? Dũng phải nghĩ làm thế nào để trả nợ cho bà? Làm thế nào để trả được số nợ 15.000 này? Thì Dũng có thể giúp bà làm gì? À à giúp bà quét nhà. Hoặc là giúp bà làm gì nữa nào? À giúp bà rửa bát. Đó, hay là giúp bà làm gì? hay là giúp bà nấu cơm đó thì làm mỗi một việc bà cho dũng 5.000 và dần dần là dũng kiếm được tiền và dũng phải trả nợ cho bà đấy là cái nguyên tắc và đấy là cái cách mà chúng ta hiểu về số âm tóm lại là gì khi mà trừ một số gì đấy lớn hơn thì chúng ta phải đi vay đó là cái cách mà soroban nó cũng sẽ hướng dẫn và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang soroban nhé Đúng không ạ? Đó, chúng ta chuyển sang so ban. 15 trừ đi 30 là âm 15.000. Đó, bây giờ chúng ta cùng nó chuyển sang so ban.